Sáng ngày 29 tháng 5, thầy và trò trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo tổ chức lễ bế giảng năm học 2022-2023. Năm học này, nhà trường đã triển khai hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp dạy và học được đề ra từ đầu năm, cùng với chủ đề năm học là đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Đến cuối năm học, toàn trường có 378 học sinh xếp loại học lực giỏi, xuất sắc. Học sinh xếp loại hành kiểm tốt ở các khối lớp đạt từ 95% đến 98%. Tại lễ bế giảng, trường đã tuyên dương khen thưởng các học sinh giỏi ở các khối lớp, 5 tập thể đạt kết quả cao trong phong trào thi đua của nhà trường, tuyên dương 1 học sinh xuất sắc toàn trường và 3 học sinh xuất sắc ở mỗi khối lớp. Đặc biệt, đoàn học sinh giỏi lớp 12 của trường đã giành 22 giải và xếp vị thứ 5 toàn tỉnh. Đội tuyển môn toán giành giải 3 đồng đội trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Trân trọng và trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh vừa qua,